lớn lên trong nghèo khó tại thành phố Hồ Chí Minh, là con của một người bán xôi và bán gạo rong. Nên từ nhỏ ở trong đầu ông luôn canh cánh suy nghĩ làm sao để có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Nếu các bạn là người kinh doanh hoặc là người đầu tư thì chắc không có xa lạ gì với anh Nguyễn Đức Tài, chủ tịch của tập đoàn Thế Giới Di Động. Cái hành trình vượt khó của anh chủ tịch Thế Giới Di Động thực ra đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người trong việc một người có xuất thân rất là bình thường đã vượt qua bao nhiêu gian khó để hình thành một đế chế vĩ đại. Ngày nay thì Thế Giới Di Động là một tập đoàn có 1.083 cửa hàng bán điện máy, 964 cửa hàng bán điện thoại và 1.595 cửa hàng bách hóa xanh trên toàn quốc. Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng là niềm tự hào của Việt Nam trong việc thâm nhập thị trường Campuchia thành công và dần lấn sân ra sân chơi quốc tế. Nói một chút về vai trò của Thế Giới Di Động trong cái thị trường bán lẻ Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết là bản chất của cái kênh bán lẻ đó, cái kênh phân phối những sản phẩm do người Việt làm ra. Thì nếu chúng ta tưởng tượng là trong một cái kênh bán lẻ, một cái thị trường bán lẻ mà bị phụ thuộc vào tay nước ngoài, ví dụ như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay Trung Quốc thì sao ạ? Thì chắc chắn họ sẽ nhập hàng từ nước họ sang đi bán và hàng Việt Nam sẽ không được nhập vào nhiều, dẫn tới chúng ta bị bế tắc đầu ra cho cả một ngành sản xuất. Cái việc mà Thế Giới Di Động càng lúc càng tăng cái thị phần của mình trong cái ngành bán lẻ đó là một niềm tự hào lớn cho người Việt Nam mình, là chúng ta vẫn giữ được miếng bánh của mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tới với tiểu sử của anh Tài nha. Tuổi thơ cơ cực. Nguyễn Đức Tài sinh ngày 30 tháng 5 năm 1969 tại Nam Định. Từ nhỏ đã theo bố mẹ mình vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Trong một lần chia sẻ với Bloomberg, Nguyễn Đức Tài nói rằng mình lớn lên trong nghèo khó tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ ông bán xôi và bán gạo rong. Vì vậy mà từ rất nhỏ trong đầu ông đã luôn canh cánh suy nghĩ làm sao để có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình. Lớn lên, ông theo học Đại học ngành Tài chính Kế toán tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Quản trị Pháp Việt CFVG. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, ông về làm giám đốc tài chính cho một tập đoàn thị sĩ, khi đó và có một mức lương đáng mơ ước. Ông từng chia sẻ với truyền thông rằng, lúc đó tôi nghĩ, mới hơn 20 tuổi làm giám đốc tài chính mà đã có xe hơi đưa đón, được cấp xe riêng, lỡ đến sau này khoảng 40 tuổi lên chức, lại được cấp máy bay riêng đi làm, nhưng tôi không muốn mọi thứ yên ổn như vậy. Thực sự thời điểm đó, Nguyễn Đức Tài đã có một công việc và một sự nghiệp đáng mơ ước ở tuổi ngoài 20, đủ để giúp đỡ bố mẹ và lo cho bản thân. Tuy nhiên, khát khao mãnh liệt làm cho ông không dừng lại ở công việc này. Lần đầu khởi nghiệp. Sau khoảng 8 năm gắn bó với vị trí giám đốc tài chính, Nguyễn Đức Tài đã ra khởi nghiệp với 3 cửa hàng bán điện thoại di động đầu tiên, nhưng sau đó ông đã bị phá sản. Lý giải cho điều này, ông cho rằng do thời còn trẻ bản tính kiêu ngạo và thiếu thận trọng nên đã không khởi nghiệp với người khác mà chỉ làm một mình. Sau thất bại này, ông quay trở lại làm cho một bộ phận chiến lược của một công ty điện thoại di động để tích lũy kinh nghiệm và nắm vững lĩnh vực điện thoại di động. Thực tế là điện thoại thông minh đã bùng nổ trên toàn cầu vào khoảng 17 năm trước, trước 2003, nhưng mức độ phổ biến ở Việt Nam chưa nhiều do mức giá quá cao. Ông Tài từng nhớ lại, vào thời điểm đó, thường chỉ những người giàu hoặc lãnh đạo cấp cao mới mua điện thoại di động. Sở hữu một chiếc điện thoại dường như là việc không thể với nhiều người, và tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Năm 2004, ông khởi nghiệp lần hai cùng 4 cộng sự là Trần Lê Quân, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng đã thành lập Thế Giới Di Động với 2 tỷ đồng, trong đó ông góp 700 triệu đồng. Lần này, rút kinh nghiệm từ lần khởi nghiệp trước đó, ông mở 3 cửa hàng trên các con phố lớn, bán các thiết bị có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra thì dự án này cũng là sự kết hợp giữa trang web trực tuyến với hệ thống bán lẻ điện thoại di động. Tuy nhiên, ban đầu cũng có rất nhiều khó khăn khi lượt khách truy cập các trang web thì rất tốt, nhưng lượt mua tại cửa hàng thì lại không cao, do các cửa hàng nhìn vẫn không chuyên nghiệp. Có sự khác biệt lớn giữa hình ảnh tại website và trải nghiệm tại cửa hàng. Để có thể tồn tại, những người sáng lập quyết tâm thay đổi khi từ 3 cửa hàng họ rút xuống chỉ còn một cửa hàng duy nhất, có quy mô hoành tráng để phục vụ khách hàng. Cửa hàng đầu tiên này chính là cửa hàng số 89A Nguyễn Đình Chiểu với quy mô 200m². Cửa hàng này ở thời điểm đó được xây dựng khang trang và khác biệt hẳn với hơn 10.000 cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc đó. Từ cửa hàng này, Thế Giới Di Động đã phát triển bùng nổ và có được vị thế lớn trên thị trường như ngày nay. Tuy nhiên, cửa hàng này đã đóng cửa vào tháng 9 năm 2017 để bàn giao lại mặt bằng cho chủ nhân nhằm xây cao ốc. Năm 2007, Thế Giới Di Động huy động được 3,5 triệu đô sau khi bán 35% cổ phần cho quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng Việt Nam là Mekong Capital.
Với số vốn này, Thế Giới Di Động đã thực hiện việc mở chuỗi chống mặt trong những năm sau đó. Quỹ này sau đó đã thoái vốn hoàn toàn khỏi Thế Giới Di Động năm 2018, thu về 199,4 triệu đô, gấp 57 lần số vốn đầu tư ban đầu và trở thành một trong những phi vụ đầu tư thành công nhất trong lịch sử đầu tư cổ phần tư nhân tại châu Á. Ngày nay, cổ phiếu Thế Giới Di Động đã trở thành một trong những blue chip của thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị vốn hóa tới hơn 2 tỷ đô, doanh thu mỗi năm sắp xỉ 5 tỷ đô và quản lý hơn 3.700 cửa hàng trên toàn quốc và tại Campuchia. Dưới 5 thương hiệu, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Nhà Thuốc An Khang và chủ Bitphone tại Campuchia. Có thể nói thì hành trình anh Nguyễn Đức Tài xây dựng nên Thế Giới Di Động là một hành trình thực sự là rất gian nan và khó khăn vất vả. Thế nên nếu bạn đang ở trong một tình huống thất bại hoặc vừa mới vấp ngã thì đừng có nản lòng. Vì ở ngoài kia có rất nhiều người gặp những khó khăn lớn hơn chúng ta rất nhiều nhưng họ vẫn hừng hực tiến bước mỗi ngày để vươn lên. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và hãy đăng ký kênh để nhận được video mới sớm nhất. Gặp cả nhà.